Xin chào cả nhà, mình là Ân đây. Hôm nay đường Hoa Nguyễn Huệ 2024 đã khai trương. Khai trương mở cổng cho người dân tham quan từ 8 giờ tối ngày 28 tháng 12 âm lịch năm 2024. Ở đây rất đẹp cả nhà, mời các quan khách và mọi người gần xa đến đây để tập trung chụp hình rất đông. Cả du khách nước ngoài và người Việt Nam đổ nhau về đây để mà quay phim chụp hình cả ngày lẫn đêm. Và có đường sách nữa, có văn nghệ nữa. Đường hoa làm rất đẹp, có rồng đang cử động ngậm ngọc, rồi hoa lan rất đẹp và rất đông. Và cả nhà lưu ý là tối 28 mình có đến đó thì 10 giờ đêm là đóng cổng đường hoa, nên cả nhà phải đi sớm nha. Phía bên ủy ban và thêm một lưu ý, có một cặp quan trọng nhất nữa là đang ngậm ngọc rất đẹp. Đi về đường Ba Son đó là thấy có công an chặn để đo nồng độ cồn á. Nếu mà ai mà có uống rượu bia thì đừng nên đi trên đêm. Cả nhà đến với thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều cảnh đẹp. Bến Nhà Rồng về đêm, Bến Nhà Rồng cầu Ba Son. Năm mới chúc cả nhà luôn mình khỏe, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn. Cả nhà cho anh xin được đăng ký kênh để khi em up video mới là cả nhà nhận được. Cảm ơn rất nhiều.